với chủ đề Làm gì để củng cố và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp ngành dầu khí là nội dung chính tại tọa đàm do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN tổ chức nhằm đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của PVN và các doanh nghiệp trong ngành. Tại tọa đàm, các chuyên gia hàng đầu về kinh tế, về phát triển thương hiệu đánh giá, trong thời gian qua dù gặp nhiều khó khăn bất lợi, nhưng với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản trị, tạo sự đồng thuận của người lao động, nên PVN đã đạt nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành vượt mức các kế hoạch đặt ra. Doanh thu toàn tập đoàn năm 2019 ước đạt gần 710.000 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch năm, nộp ngân sách nhà nước gần 100.000 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm, hệ số bảo toàn vốn đạt 1,01 lần, đảm bảo an toàn và phát triển. Trong giai đoạn phát triển mới, bên cạnh nhiều thuận lợi, PVN đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt là khoảng lặng giai đoạn 2015-2017 đã ảnh hưởng không ít tới hình ảnh, uy tín và thương hiệu của tập đoàn và một số đơn vị thành viên, đồng thời gây thiệt hại thông qua giá trị cổ phần, cổ phiếu, tài sản của doanh nghiệp, cũng như việc kêu gọi đầu tư với các đối tác cả trong và ngoài nước. Chính vì vậy, các chuyên gia kinh tế cho rằng việc củng cố và phát triển thương hiệu gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh trên nền tảng quản trị doanh nghiệp tiên tiến và văn hóa doanh nghiệp của PVN và các đơn vị thành viên trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng và cần thiết.